Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 70. Đất đế đô biện lương, nơi đô hội sầm uất. Trời đông giá rét dần tan, xuân mai nở rộ, một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt, búi tóc cao, cài châm châu, ngồi tựa vào đình, nhìn cảnh xuân trong vườn trên mặt lộ vẻ buồn bực. Trong tay nàng cầm một bức thư, thư này do phủ quốc trượng gửi tới, trên thư chỉ có vài con số, nhưng khiến tâm nàng rối bời như ma. Thư do đường lệ từ viết, nội dung rất đơn giản, nói rằng tuyết tuyến từ bị bắt bởi phong lưu điếm, phong lưu điếm đưa ra điều kiện phải có người đi đổi mạng. Trong thư không ghi rõ đường lệ từ phải lấy ai để đổi tuyết tuyến tử, nhưng ít nhất đã thông báo cho nàng biết tình cảnh nguy hiểm của tuyết tuyến tử hiện tại thiếu nữ Cải châm châu chính là Trung Xuân Kế, nàng đã theo Triệu Tông Tĩnh và Triệu Tông Doanh trở về Biện Lương, với danh hiệu công chúa hưởng hết vinh hoa phú quý. Nàng dần mất hứng thú với chuyện giang hồ, chỉ mong sau này được sống bình yên, quên hết những gì đã qua. Nhưng dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể quên đường lệ từ. Ở trong cung thành, đi tới đi lui, nàng có thể nghe được những tin đồn về đường quốc cữu, về sự ôn nhã phong lưu của hắn, về sự thần bí khó lường của hắn và về việc hắn đã cứu Vân Phi và Hoàng thượng trong cung như thế nào. Ngày đêm, người ta đều bàn luận về Đường Lệ Từ, nàng nghe mà tinh thần hoảng hốt, như thể Đường Lệ Từ đang ở bên cạnh, chỉ là từ đầu đến cuối nàng chưa từng gặp hắn. Cho đến hôm nay nhận được bức thư này, biết Tuyết Tuyến tử gặp nạn, Đường Lệ Từ đã rõ ràng ám chỉ rằng hắn chọn nàng để đi đổi mạng. Nàng là học trò của Tuyết Tuyến tử được hắn nuôi lớn từ nhỏ, dù là về đạo nghĩa hay luân lý, cũng không có lý do để từ chối. Nhưng nàng lại cảm thấy hủy khuất. Tuyết tuyến tử là sư phụ của nàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ hiểu được trong lòng vị sư phụ có tính tình cổ quái này đang nghĩ gì. Giữa họ có ân tình thầy trò, nhưng không hề thân cận. Chỉ vì là thật trò, nên sư phụ gây hỏa, học trò phải đền mạng nàng phải buông bỏ cuộc sống an nhàn xa hoa buông bỏ tuổi thanh xuân để đi đến một nơi giống như địa ngục để chờ chết nàng cảm thấy ủy khuất nàng không cam lòng nhưng khi đường lệ từ đã quyết định nàng phải đi nàng không dám không đi nhưng nàng thật không muốn đi nếu như đường lệ từ không giao thiệp với giang hồ nếu như hắn trở về quốc trượng phủ nàng với danh vận công chúa có thể gả cho hắn sống ở cung thành hai người bên nhau không màng thế sự điều đó tốt biết bao nhiêu. Nàng nhìn Xuân Mai, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng, tưởng tượng về cuộc sống đó một hồi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp không thể tưởng tượng, vọng niệm một khi đã sinh ra thì không thể khắc chế. Nàng phải đi, nhưng không phải để đổi mạng cho tuyết tuyến tử, nàng phải nghĩ cách mang đường lệ từ trở về. Nàng là công chúa tôn sư, không có chuyện gì là không làm được. Phương Mỹ Nàng khẽ gọi một tiếng, bên cạnh một nữ tỳ mặc áo đỏ liền xuất hiện, thân pháp nhanh nhẹn. Trung Xuân Kế nói: "Ta phải dẫn 50 tên lính cấm vệ cao thủ đi làm một việc lớn." Nữ tỳ áo đỏ rất bất ngờ. "50 tên?" Trung Xuân Kế gật đầu. "Ta phải ra ngoài, cao thủ càng nhiều càng tốt, chọn những người đáng tin cậy." Nữ tỳ áo đỏ nhíu mày, muốn điều động 50 tên lính cấm vệ, sợ rằng có chút khó khăn. Trung Xuân Kế mặt biến sắc, nếu không điều động được người, ta sẽ tự mình đi. Nữ tỳ áo đỏ kinh hãi. Ngàn vạn lần không thể, chuyện này để nô tỳ lo liệu. Trung Xuân kế liền cười. Đi đi. Người nhận được thư của đường lệ từ không chỉ có mình Trung Xuân kế. Tuệ tịch sơn, minh nguyệt lâu. Thủy đa bà đối mặt với hồ trăng đầy ánh sáng thở dài. Ai oán một tiếng, không lâu sau lại thở dài. Cách tường có người hỏi bình thản. Có phiền não. Thủy đa bà lại thở dài, bên kia liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Bầu trời đêm trong sáng với trăng sao, đầm nước phản chiếu ngàn điểm trăng sao, sáng chói lấp lánh, cảnh đẹp như tranh vẽ. Ai? Ồm. Một tiếng, cá trên mặt nước lập tức chui vào đáy nước. Nội dung thư của Phong Lưu Điếm gửi đến Trung Nguyên Kiếm hội, mặc dù đường lệ từ và hai người khác không truyền ra ngoài, nhưng vẫn gây ra sóng gió lớn trong giang hồ. Trên Hảo Vân Sơn, mọi người đều biết và bàn luận sôi nổi về chuyện này. Rõ ràng, trong số mấy trăm người trên Hảo Vân Sơn có gián điệp của Phong Liêu Điếm, đường lệ từ xử lý rất bình tĩnh, chỉ nói rằng người trao đổi tuyết tuyến tử đã được chọn xong, những ai không nhận được thư viết tay của hắn thì không phải. Mọi người trên núi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất tò mò, không ngừng suy đoán người đó rốt cuộc là ai. Phong Liêu Điếm muốn phít bác ly rán nhưng đường lệ tự ứng phó nhẹ nhàng, không để cho mấy trăm người trên hảo vân sơn rơi vào hỗn loạn. Đối với việc này, đồng hồ bút rất bội phục, nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ ra người nhận được thư của đường lệ tư là ai. Trong tình thế vi diệu này, Tây phương đào, tóc đen búi cao, cài châm ngọc, mặc trang phục bất chính của tiết đào, đã quay trở lại. Nàng xinh đẹp động lòng người, vừa bước lên thiện phong đường đã có không ít người chố mắt nhìn nàng nàng cũng mỉm cười đáp lại, tư thái thản nhiên. Đào cô nương bình an trở về, thật là may mắn lớn cho giang hồ. Không ít trưởng môn các môn phái đã từng nhận thư của Phổ Châu, nói rằng Tây Phương Đào tuy là nữ lưu, nhưng vì giang hồ cam mạo hiểm, nằm vùng ở phong lưu điếm, có trí dũng lớn, hy vọng các trưởng môn có thể giúp nàng một tay. Chính vì mặt mũi của thiếu lâm tự phương trượng Phổ Châu, nhiều người có ấn tượng không tốt về nàng, nhưng một cô gái phong hoa tuyệt đại như nàng luôn thu hút được sự chú ý. Vì vậy, khi Tây Phương Đào vừa về tới Trung Nguyên Kiếm Hội, hảo vân sơn giống như mở hội, mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Mạnh Khinh Lôi mời Tây Phương Đào vào ngồi, hỏi kỹ về việc nàng ngã xuống vách đá. Ngọc Không hầu mặc áo đào, chỉ về phía đường Lệ Từ. Đêm đó đường công tử xông vào phòng ta, đánh ta xuống vách đá, khiến ta bị thương đến giờ mới khỏi. Tây Phương Đào cũng không hiểu vì sao đêm đó Đường công tử lại xuất thủ với ta. Là Đường công tử đem đào cô nương đánh xuống vách đá, hắn nhưng vì sao không nói? Câu chỉnh sửa, Ngọc Không Hồ cười yếu ớt, đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Lệ Từ, hắn muốn tạo ra sự nghi ngờ này, để Đường Lệ Từ bị thân bại danh liệt, bị mọi người xa lánh, điều này mang lại cho hắn niềm vui lớn, thậm chí có thể giúp hắn thắng được danh hiệu xưng bá giang hồ. Đường Lệ từ ngồi bên ngọc không hầu, thấy hắn nhìn qua, liền liếc lại. Đêm đó, hắn ho nhẹ. Đêm đó, hắn ngập ngừng mấy lần, mọi người rất ít khi thấy hắn do dự như vậy, trong lòng thắc mắc, đợi một lúc lâu, Đường Lệ từ chậm rãi nói. "Chuyện liên quan đến danh tiết của đào cô nương, ta không muốn nói ra." Vừa nghe lời này, mọi người đều ồn ào, các sư thái văn tú không khỏi lúng túng, nghĩ rằng nam nữ trẻ tuổi không tránh được sự tình ái hai người họ lại đẹp đôi cũng không khó hiểu khi xảy ra chuyện này tấm hỏa mực thì cười lớn nghĩ rằng dù là siêu phàm thoát tục như đường công tử cũng là đàn ông không khác gì mình không yêu cô gái xinh đẹp thì sao gọi là đàn ông ngược lại điều này còn làm tăng thêm sự thân cận mạnh khinh lôi sợ hãi không ngờ đường lệ từ lại nói ra những lời như vậy còn thành ôn bào thì vẫn bình tĩnh như thường đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mọi người không muốn truy hỏi nữa, trong lòng đầy ảo tưởng, Đường Lệ từ hơi rủ mi mắt, tựa cười tựa không, Ôn Nhu nói với Ngọc Không Hầu. "Hôm đó ta không biết nặng nhẹ, đã đường đột với cô nương, ở đây xin lỗi đào cô nương." Ngọc Không Hầu dừng lại một chút, thở dài, quay đầu đi chỗ khác. Mạnh Khinh Lôi trong bụng không nhịn được buồn cười, lúc này hắn chắc hẳn rất giận dữ, nhưng lại không phát tác được. Đường Lệ từ càng khinh bạc, tên hắn lại khiến nhiều người vui vẻ. Chuyện Tây Phương Đào trở về núi như vậy mà trôi qua, đường lệ từ hướng dẫn mọi người luyện tập mỗi ngày, Ngọc không hầu nhìn, có lúc hai người bàn luận vài câu, mỗi người chỉ điểm một chút. Thành ôn bào luôn đề phòng Ngọc không hầu, lúc nào cũng theo dõi. Hắn không hiểu vì sao đường lệ từ lại án binh bất động, mà Ngọc không hầu cũng vậy, điều này khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Một tiếng khẽ gọi, mấy chục con ngựa tuấn mã phi lên hảo vân sơn, một thiếu nữ áo tím nhảy xuống, lưng đeo bội kiếm, chân mang giày thiêu kim tuyến, tóc cải châm hoa lệ trói mắt, ánh mắt sáng ngời, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khiến người ở cổng nhìn hoa mắt. Thông báo đường công tử, nói rằng ta đã tới. Thiếu nữ áo tím nhảy xuống, rơi nhẹ nhàng, thân pháp không kém. Ở cổng là mấy đệ tử nam trông chừng, nhìn nàng vài lần, có một người nhận ra. Hóa ra là Trung Cô Nương, lâu không gặp phong thái của cô nương càng hơn xưa tại hà suýt không nhận ra được trung xuân kế nhìn người đó một cái đã quên gặp ở đâu cũng không để ý đường công tử có ở đây không người đó là đệ tử tống lâm thấy nàng quên mình không khỏi thở dài năm xưa gặp nhau nàng còn là một cô bé đơn thuần hiền lành hôm nay đã trổ mã như hoa như ngọc nhưng lại mắt cao hơn đầu không nhận ra cố nhân đường công tử ở vấn kiếm đình Tống Lâm mở cửa, Trung Xuân kế dắt con Tuấn Mã trắng của mình, sải bước đi vào. Sau lưng nàng, một đám tùy tùng mặt mũi xa lạ theo vào. Tống Lâm muốn ngăn lại, nhưng bị đám người giải tán. Ngạc nhiên nhìn một đám người không báo tên họ xông vào Thiện Phong Đường. Đường Lệ Từ và Cổ Khê Đàm đang luyện kiếm trong Vấn Kiếm Đình. Thành Ôn bào đứng bên lạnh lùng quan sát, ôm ngực. Cổ Khê Đàm mới học được hai chiêu kiếm, Đường Lệ Từ bồi luyện chỉ điểm góc chết trong kiếm pháp. Đang luyện lần thứ ba, cổ khê đàm đâm kiếm đã nhuần nguyễn, đột nhiên có người gọi. Cổ đại ca, đường công tử. Cổ khê đàm xoay người lại, thấy thiếu nữ áo tím mắt ngọc mày ngài, hơi ngẩn ra, cười nói. Trung muội vẫn khỏe chứ? Trung xuân kế nhìn đường lệ tư, sắc mặt vẫn tái nhợt, nàng ha miệng, trong lòng ngàn tư trăm mối, nhưng không dám mở miệng đường lệ từ không nhớ chuyện bị nàng đâm một kim khẽ mỉm cười lâu không gặp trung xuân kế nhớ chuyện đâm hắn một kim ở bồ đề cốc khiến hắn tán công sắc mặt lúc đỏ lúc trắng đường công tử nàng thấp giọng nói ta ta lần trước bị người xấu lừa ta không cố ý hại ngươi đường lệ từ nhìn từ châm hoa trên tóc nàng xuống đôi giày thiêu dưới chân ta biết cổ khê đàm ngạc nhiên chuyện gì đã xảy ra Ngươi khi nào hại đường công tử? Trung Xuân Kế mặt đỏ bừng. Đường công tử, ngươi chẳng lẽ không nói với ai? Đường lệ từ cười nhạt, nhìn cổ khê đàm, cổ khê đàm thức thời lui ra, cùng thành ôn bào đứng xa. Đường công tử, ngươi đối với ta thật tốt. Trung Xuân Kế nhẹ nhàng nói, chuyện đâm đường lệ từ một kim vẫn là nỗi ám ảnh của nàng, nhưng không ngờ đường lệ từ không hề nói với ai. Đường lệ từ không bình luận, im lặng một hồi, chậm rãi nói. Đâm ta một kim, là vì ngươi bị người lừa, khi tâm trạng ta tốt, có thể không trách ngươi. Nhưng ngươi thấy chết không cứu, lại vì che giấu mà giết người. Ngươi nói làm ra loại chuyện như vậy, ai sẽ thích ngươi? Trung Xuân kế mặt tái nhợt, nàng đã quên chuyện đâm lâm bô một kiếm, trong lòng nàng lâm bô không có địa vị gì. Nàng ấy náy vì đâm đường lệ từ, nhưng không ấy náy vì giết lâm bô. Nhưng nàng không ngờ đường lệ từ biết chuyện này. Hắn, hắn. Đường lệ từ liếc nhìn nàng, ánh mắt không lạnh lùng, nhưng đầy nụ cười yêu dị. Liễu nhán không chết, lâm bồ cũng không chết, người có thất vọng không? Nàng lảo đảo, lui một bước. Ta, ta, không phải, cố ý. Đường lệ từ nhìn nàng, nụ cười yếu ớt như đuổi theo một con hồ ly tuyết trắng. Ta biết rất rõ người có ý gì. Hắn thổi nhẹ vào tai nàng. Có lẽ so với chính ngươi trả hết. Tay chân nàng lạnh như băng, trong mắt nàng, đường lệ từ đã không còn tuấn nhã phong lưu, mà trở nên đáng sợ hơn cả yêu thú. Ngươi muốn ta, làm sao? Nếu chuyện nàng giết Lâm Bô truyền ra ngoài, nếu Triệu Tông Tĩnh và Triệu Tông Doanh biết, nếu quan phủ biết, có lẽ nàng sẽ không còn đứng vững trong cung, cuộc sống an nhàn sẽ mãi mãi xa rời nàng, ngay cả bên cạnh phương mỹ cũng sẽ cười nhạo nàng toàn bộ triều đình và giang hồ cũng sẽ cười nhạo nàng đường lệ từ đưa tay ra ôn nhu sờ đầu nàng nói ngoan ngoãn đi bồ đề cốc ta không yêu cầu ngươi đổi được hắn về chỉ cần ngươi đi chặn miệng người khác chỉ vậy thôi trung xuân kế nước mắt trào ra ta nếu ta chết thì sao ta đường lệ từ càng ôn nhu nguyên lai trong lòng ngươi ngay cả sư phụ cũng không quan trọng bằng mình nàng toàn thân chấn động hắn nhìn nàng với nụ cười nhạo, ánh mắt đó khiến nàng không chịu nổi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta, ta làm những thứ đó đều là bất đắc dĩ, có lúc bị lường gạt, có lúc là... Ta hồ đồ nhất thời mà thôi. Nàng lệ rơi đầy mặt, cầu khẩn trong giọng thấp, đường lệ từ nâng cầm nàng lên và hôn môi nàng. Trung xuân kế bỗng ngây người, chỉ thấy hắn đưa ngón tay lau nước mắt của nàng, bên mép tràn đầy nụ cười yêu ma, phản chiếu môi hắn tựa như màu đen như một con yêu ma động triệt mọi dục vọng của nàng hắn có thể cho nàng tất cả nàng mong muốn chỉ cần nàng nghe lời chỉnh sửa tiếng phượng kêu vang núi gà tụ hợp trong cốc gần đây hoa nở khắp nơi tràn đầy núi non nghênh xuân vinh nga hoàng xuân đào tự nhiên cảnh sắc tươi mới ngọc đoàn nhi hái nhiều hoa cắm khắp sơn trang đường lệ tư cũng bày nhiều bình xứ trong phòng vì vậy trong nhà đầy màu sắc tươi sáng nhưng không thấy đẹp chỉ thấy rối loạn a à, vịt 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 một tiểu tử mặc áo bông có hình vẽ quả đào từ trong phòng bò ra không giống những đứa trẻ khác đạp loạn tứ chi phụng phụng bò rất nghiêm túc hơn nữa bò rất ổn và nhanh nhìn thấy ngọc đoàn nhi hắn liền ngồi xuống chỉ về phía nàng kêu vịt 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 không hiểu sao ngọc đoàn nhi lại giống vịt a à, Thùy đã nhiều lần chỉnh hắn nói phải gọi là gì hơn nữa rõ ràng một tháng trước hắn còn gọi Ngọc Đoàn Nhi là gì, bây giờ lại nhất quyết gọi nàng là vịt 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 vịt, chấm. Ai nha, lại chạy ra ngoài, mẹ ngươi đâu rồi? Ngọc Đoàn Nhi vừa trở về, trong ngực ôm một rổ hoa tươi, ngồi trồm hổm xuống nhìn phụng phụng. Liễu thúc thúc đâu? Phương thúc thúc đâu? Nàng vừa tìm một vòng trong phòng, nhưng không thấy ai. Y ngô, yêu. Phụng phụng cười nhìn nàng, đôi mắt to tròn cái miệng nhỏ phấn hồng mím thành hình tròn, rồi chỉ ra ngoài cửa. Nhóc con xấu xa, người nói gì cũng là lừa người, chắc chắn trong phòng có người, đúng không? Ngọc Đoàn Nhi nắm lấy mặt hắn, tên tiểu tử này mới hơn một tuổi, vừa nhỏ mọn vừa xấu tính, chưa biết nói nhưng đã biết quơ tay múa chân nói dối. Phụng Phụng lắc đầu, ngón tay vẫn chỉ ra ngoài cửa. Nói cho ta biết ở đâu, gì sẽ mời người ăn nước mật ong đường. Ngọc Đoàn Nhi dụ dỗ. Người chắc chắn đã thấy, đúng không? Phụng Phụng nghe thấy. Nước mật ong đường, liền quay đầu đi chỗ khác, thậm chí không thèm nhìn nàng. Nước hạnh nhân. Phụng Phụng kiên định không thay đổi, không nhúc nhích. Mời người ăn thịt, thật là, răng chưa đủ lớn mà đã thích ăn thịt. Ngọc Đoàn Nhi than phiền. Nói nhanh ở đâu? Phụng Phụng xoay đầu lại, chỉ chỉ dưới sàn nhà. Ngô ngô. Phía dưới ngọc đoàn nhi ngạc nhiên hỏi sao lại ở phía dưới nàng lục lọi trên đất phía dưới có gì sao ngô ngô tại sao có thể có gì dưới đó chứ nàng nghi ngờ ở gà hợp sơn trang lâu như vậy chưa bao giờ ai nói dưới này có gì a à, thùy gần đây không ra ngoài sao đột nhiên lại chui vào đây phương bình trai không phải ở kích cổ sao sao cũng chui vào đây trong thời gian ngắn khi nàng ra ngoài hái hoa đã xảy ra chuyện gì đột nhiên nàng đổi sắc mặt Chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện? Bọn họ ở đâu? Nói mau, họ ở đâu? Phụng Phụng bò đến đại sảnh dưới một chiếc hoa chân cao hình tròn, nâng tay nhỏ bé lên vỗ vào chiếc hoa, Ngọc Đoàn Nhi kéo chiếc hoa ra, tiếng lạch cạch vang lên, trong phòng Liễu Nhãn phát ra tiếng cơ quan nặng nề, cuối cùng mở ra một cái hầm bí mật. Nàng vội vàng chạy về phía cửa hầm vừa mở ra, ai ngờ cửa hầm vừa mở đã đóng lại, tựa như chưa từng mở trong gà hợp sơn trang lớn, chỉ còn lại phụng phụng một mình bò tới bò lui trong gian phòng trống rỗng, lúc thì lảo đảo cái này, lúc thì kéo cái kia, không ai ở đây, hắn nhìn đông nhìn tây một lúc, rồi ngáp một cái, đi đến góc tường dưới chiếc hoa và ngủ. Ngọc Đoàn Nhi xông vào hầm, phía dưới tràn đầy mùi thuốc, có chút mùi gai mũi, có chút thì thơm, ngũ vị tạp trần, ngửi lên càng thấy khó chịu. Phía dưới không phải một đường hầm dài, mà là một căn phòng lớn, rộng bằng ba gian phòng trên mặt đất gà hợp sơn trang, trong phòng đèn sáng, khắp nơi bụi bặm tản mát, không thấy rõ vật gì. Alo, alo, ngươi ở đâu? A à, Thùy Chỉ, Phương Bình Trai. Ngọc Đoàn Nhi vẫy tay áo mạnh, muốn quạt bụi ra khỏi mặt. Mọi người ở đâu? Ho khan một cái, những thứ này là cái gì? Cô em. Từ đầu phòng xa vọng tới tiếng A Thùy. Ngươi đứng yên đó, đừng tới. Tại sao? ngọc đoàn nhi dần dần quen với ánh đèn lờ mờ dưới này loáng thoáng nhìn thấy phương bình trai và a thùy đứng ở đầu phòng khác còn có bàn ghế và tủ một người nằm trên đất nàng thất kinh chạy lên sao vậy người nằm trên đất là liễu nhãn bất tỉnh dưới ánh đèn bốn phía tản ra mùi cổ quái liễu nhãn toàn thân run rẩy nằm trên đất ngọc đoàn nhi đưa tay đỡ hắn dậy sao các ngươi không lo cho hắn hắn sao vậy a thùy kéo nàng lại đợi một chút, đừng động hắn, bây giờ không thể động. Ngọc Đoàn Nhi lúc này mới thấy rõ, toàn thân liễu nhãn lâm tấm màu đỏ, toàn thân run rẩy, hiển nhiên rất thống khổ. Hắn ăn tinh quỷ cửu tâm hoàn. A à, Thùy Thếp giọng nói, ta muốn hắn, hắn dùng phần chứa kịch độc của tinh quỷ cửu tâm hoàn mới phát tác nhanh như vậy, không thể đụng vào hắn. Bây giờ ngươi vừa đụng hắn, cũng sẽ bị lây, trở nên giống hắn. Ngọc Đoàn Nhi sắc mặt tái nhợt hắn tại sao phải uống thuốc độc hắn nói đã luyện xong không cần ta giúp hắn uống độc dược tại sao lại tự mình uống thuốc độc a thùy cắn môi lắc đầu ngọc đoàn nhi lớn tiếng nói ta đã nói ta sẽ thử thuốc cho hắn tại sao hắn còn muốn tự uống độc dược ta đã nói quyết định rồi tuyệt đối không hối hận hắn tại sao lại như vậy a thùy kéo tay nàng cô em nàng nói nhỏ chị thật xin lỗi ngươi ngọc đoàn nhi đang tức giận nhìn liễu nhãn Năm đấm lên định đánh, nghe vậy ngẩn ra. Cái gì? A Thủy nắm chặt tay nàng. Ta không dám gặp ngươi. Ta đã nói với hắn, ta đã nói với hắn, chỉ cần hắn muốn ta, ta sẽ cùng hắn đi. Ta đã hứa với ngươi, tuyệt đối không tranh giành, nhưng ta không biết xấu hổ, ta. Ngọc Đoàn Nhi ngây người, đột nhiên xoay đầu lại, A Thủy sắc mặt ảm đạm. Ta thật xin lỗi ngươi. Trong mắt Ngọc Đoàn Nhi hiện lên vẻ đau lòng, ngơ ngác nhìn nàng ta rất tức giận. A Thùy gật đầu, nàng lại lắc đầu. "Nhưng, nhưng hắn không phải là chồng ta, ngươi muốn ở cùng hắn, có gì sai đâu?" Nàng buồn bã nhìn không về phía A Thùy. "Dù ta rất muốn ở cùng hắn, nhưng hắn luôn không thích ta." Mắt A Thùy tràn đầy nước mắt, khi nhắm mắt nước mắt chảy xuống. "Ta đã nói với hắn, chỉ cần hắn muốn ta, ta sẽ theo hắn cả đời." "Nhưng hắn không muốn ta." Ngọc Đoàn Nhi giật mình há hốc miệng. "Hắn rất nhớ ngươi." thích ngươi sao lại không muốn ngươi ngu cô em a à, thùy buồn bã nói hắn không muốn ta hắn không chịu để ngươi uống thuốc độc tự mình uống ngươi vẫn không hiểu sao ngọc đoàn nhi há hốc miệng cứng lưỡi a à, thùy cười khổ đưa tay vuốt tóc nàng hắn quan tâm ngươi không muốn ngươi chịu khổ tình nguyện tự mình chịu ít nhất ngươi là người rất quan trọng đối với hắn mắt ngọc đoàn nhi nước mắt lập tức tuôn ra hắn hắn sao không nói Hắn không nói ta sao biết được." Nàng nhào xuống, quỳ bên cạnh Liễu Nhãn. "Bây giờ phải làm sao? Phải cứu hắn thế nào? Hắn có phải rất khó chịu không?" Lui lại, Phương Bình trai kéo đầu vai nàng. "Dựa quá gần rất nguy hiểm, để ta làm." Ngọc Đoàn Nhi bị hắn đẩy ngã, Phương Bình trai phẩy phẩy quạt cho Liễu Nhãn. "Sư phụ, căn mật thất này ngổn ngang, thông gió không tốt, ánh đèn mờ, đồ lại bị đẩy ngã đầy đất." ta thực sự không biết bình nào là giải dược ngươi luyện. Nếu ngươi còn tỉnh táo, có thể nói chuyện, nói thử một chút, để ngươi uống một bình dược vẫn có thể giải độc. Liễu nhãn toàn thân lạnh mồ hôi, mắt nhắm nghiền, không biết có nghe được hắn nói không. Ngừng một chút, Phương Bình Trai lại nói, nếu ngươi không thể nói chuyện, vậy nghe ta nói, bình giải dược là viên thuốc hay nước thuốc, nếu là viên thuốc, ngươi cử động ngón tay, nếu là nước thuốc, ngươi không cần cử động ngọc đoàn nhi bò dậy liễu nhãn cứng đờ một lúc lâu không nhúc nhích rất tốt nước thuốc chứa ở đâu ở trong căn phòng này ngươi động ngón tay không ở trong căn phòng này ngươi không cần động phương bình trai lại nói liễu nhãn hơi cử động ngón tay ngọc đoàn nhi mừng rỡ ở trong phòng ở trong phòng chai màu gì nếu đúng màu ngươi động nếu toàn sắc ngươi không động liễu nhãn bất động ngọc đoàn nhi nhảy lên chai thuốc toàn sắc, bên trong là nước thuốc. Nàng bắt đầu lục lọi trong phòng, A Thùy vội đứng dậy, bắt đầu tìm thuốc dài. Không lâu sau, hai người tìm ra bảy tám bình chai toàn sắc chứa nước thuốc. Phương Bình chai hỏi từng chai, nhưng không có chai nào là giải dược. Ba người mờ mịt nhìn nhau, Liễu Nhãn nói giải dược rốt cuộc ở đâu. Qua một lúc lâu, Liễu Nhãn từ từ mở mắt, chán ghét nhìn ba người trước mặt, độc phát tác khi bị ba người vây quanh hắn cảm thấy rất lúng túng không diễn tả được. Độc tính của cô Chi Nhược Tuyết đã qua, lần phát tác tiếp theo phải chờ đến nửa đêm, hắn ngồi dậy, toàn thân vẫn co quắp từng cơn, há miệng, răng vẫn đánh nhau, không nói được một câu. Ta thật rất kỳ quái, rốt cuộc chai nào là giải dược. Trong mật thất này có hàng trăm chai thuốc nhỏ, có thể đến hàng ngàn, rất khó khăn mới tìm được tám chai nước thuốc, người lại nói không phải, kết quả giải dược ở đâu. Phương Bình Trai lay quạt nhìn liễu nhãn. Còn những thứ xấu xí kinh khủng trên người ngươi làm người ta muốn nôn này, khi nào mới hết? Liễu nhãn giơ tay, bưng lên một chén trà trên bàn, trong chén trà có chút chất lỏng màu nâu thấm. Phương Bình Trai há hốc miệng, chẳng lẽ đây chính là giải dược? Chén trà này đặt trên bàn, trông rất dơ bẩn, không chút nào giống. Giải dược, chấm. Liễu nhãn nâng chén trà lên, cầm một thanh đoạn đao trên bàn, tìm một vết thương trên cổ tay, Ngọc Đoàn Nhi thất kinh. Ai yêu? Một tiếng thay hắn kêu lên, rồi thấy liễu nhãn đem chất lòng màu nâu thẫm trong chén bôi lên vết thương, bôi một lần, qua một lúc lâu lại bôi một lần. Rất nhanh vết đỏ trên cánh tay hắn rút đi, khôi phục lại làn da trắng sáng như tuyết, giải dược này tự hồ tuần hoàn trong máu, theo huyết dịch lưu chuyển khắp toàn thân, giải hết kỳ độc. Phương Bình Trai mừng rỡ. Đây là gì? lại có kỳ hiệu như vậy? Đây là máu của đường lệ từ. Liễu nhãn thản nhiên nói, ba người vốn lộ vẻ vui mừng, nghe những lời này đều ngẩn ngơ. Máu của đường lệ từ. Đây là máu của đường lệ từ, pha chút rắn độc, để nó không đông lại. Liễu nhãn trầm giọng nói. Thêm chút đinh hương và quế bì, có thể ngăn thối sữa. Chẳng lẽ máu của đường lệ từ là thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn? Phương Bình Trai ngạc nhiên nói. Đơn giản như vậy, cần gì ngươi phải suy nghĩ cực khổ. Mời đường công tử ngồi xuống, mỗi ngày lấy ba bốn chén máu, thêm chút rắn độc đinh hương, phát cho mọi người, hẳn rất nhanh thiên hạ Thái Bình. Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt nhìn hắn. Ngươi nói chuyện làm người ta như con heo vậy. A à, thủy Thùy thở dài. Chắc không đơn giản như vậy chứ. Liễu nhãn lắc đầu, có nhiều dược vật giải độc, chân châu lục mị, hương lan cỏ, một số kịch độc kỳ hàn, bao gồm máu của đường lệ từ, Hắn nhìn vết thương trên cổ tay, nhưng có thể giải độc, lại không thể giải hết. "A à, Thủy Thích giọng nói, nói cách khác, máu của Đường công tử cũng không thể chân chính giải độc." Liễu Nhãn nói, "Không thể. Vậy rốt cuộc thứ gì mới có thể giải độc?" Ngọc Đoàn Nhi Nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi không nói đã làm rất nhiều thuốc, có lẽ có thể giải độc sao?" Liễu Nhãn nhìn nhiều chai thuốc trên bàn, "Có thể, trong này có một loại, ăn vào sẽ cho người ngủ mê man." nếu có thể ngủ mê man 7 tháng, có lẽ lúc tỉnh lại độc sẽ hết. Ngay sau đó hắn cười khổ. Nhưng ai có thể ngủ mê man 7 tháng rồi vẫn sống? Khác chứ. Phương Bình Trai múa quạt. Loại đó vừa rồi không được, đổi phương pháp khác. Liễu Nhãn nói. Còn có một loại, ăn vào sẽ làm suy nghĩ hỗn loạn, vô tri vô giác. Nếu có thể vô tri vô giác 7 tháng, không nghĩ về dược vật, có lẽ độc sẽ hết. Phương Bình Trai lắc đầu liên tục. 7 tháng vô tri vô giác, Lúc tỉnh lại rất có thể biến thành đồ ngốc, bỏ qua, không được." Liễu Nhãn nói. "Còn có một loại, sẽ cho người vô cùng buông lỏng, sẽ cảm thấy vô luận chuyện gì xảy ra cũng không cần gấp, bao gồm cả nỗi đau do tinh quỷ cửu tâm hoàn gây ra cũng không cần gấp." Phương Bình trai vỗ tay. "Loại thuốc này không tệ, nhưng có vấn đề gì?" "Vấn đề là dừng uống loại thuốc này, người sẽ đột nhiên trở nên cáu kỉnh, không khống chế được mình." Liễu Nhãn trầm giọng nói. Tất cả phương pháp giải độc chỉ có ba con đường, muốn người trốn tránh nhu cầu cực độ về dược vật, chỉ có thôi miên, chấn định hoặc lấy nghị lực chống đỡ. Những dấu vết và nhột đau không khó tiêu trừ, khó tiêu trừ là người đã quen với những lợi ích mà dược vật mang lại, không thể quen với thực tế sau khi mất dược vật. Vậy bố người lại, khi hắn nghĩ uống thuốc, dùng côn gõ hắn bất tỉnh, hoặc dùng côn đánh đau, để cho hắn kêu cha gọi mẹ, không có thời gian nghĩ về dược vật. Phương Bình Trai lay quạt. Ừ, ta thấy phương pháp này không tệ, lại có thể thỏa mãn không ít người có sở thích ngược đãi, dưới danh nghĩa chính đáng. Buộc một, một người 7 tháng, mỗi ngày đánh như vậy, ta thấy chưa đến 7 tháng đã bị đánh chết rồi. Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt. Người căn bản đang nói nhảm, nghĩ ra mấy ý tưởng vô lý. À Thủy nhíu mày, không nói ra được tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ thật sự không có phương pháp giải độc? Gõ bất tỉnh, đánh chết. Liễu Nhãn chậm rãi ngước mắt nhìn Phương Bình trai. Có lẽ, còn có một phương pháp khác. Phương Bình trai sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi phải đánh người chết rồi cứu sống lại? Nếu bị ngươi đánh chết nhưng không cứu sống được thì sao? Ánh mắt Liễu Nhãn đột nhiên đổi thành hào quang sáng chói. Không, không phải, là có một phương pháp có lẽ không cần tiêu phí 7 tháng dài như vậy. Phương pháp gì? Ba người cùng kêu lên hỏi, Liễu Nhãn nói: "Phương pháp nguy hiểm, nhưng có thể thử." tốt hơn là ngồi chờ chết. Khi bốn người trong mật thất toàn tâm tìm phương pháp giải độc, mấy bóng người chui vào gà hợp sơn trang. Mấy người che mặt, thân pháp nhanh nhẹn, chui vào rồi tìm tòi bên trong sơn trang, phát hiện không có bóng người, rất ngạc nhiên. Gì? Một tiếng. Giúp trong góc phòng, phụng phụng hơi động, hắn nghe được tiếng động, nhưng mấy người kia không nhìn thấy hắn nằm trong góc tường dưới chiếc hoa. Là, ta theo dõi dư phụ nhân mấy tháng, hắn rõ ràng mấy lần tới đây, hơn nữa có lần điều khiển xe ngựa tới. Từ xe ngựa ở Phượng Minh núi xuất hiện, A Thủy liền biến mất từ Hào Vân Sơn, rất có thể bị đưa tới đây. Chỗ này rất khả nghi, chủ tử nói có thể ẩn giấu liễu nhãn, nhưng làm sao không có một người. Dẫn đầu là một người mặc áo tím, khinh công thân pháp rất cao. Đại ca, lò bếp có cơm, nước trà, quần áo đều ở đây, người chắc chắn không đi xa, làm sao đây? Một người sau lưng nói nhỏ. Có lẽ phải mai phục. Dẫn đầu đại ca trầm ngâm. Phương Bình Trai rất có thể cũng ở đây, người võ công cao cường, chúng ta không phải đối thủ, chỉ cần chắc chắn liễu nhãn ở đây là được, không nên đối đầu với họ. Vậy bây giờ, chúng ta tránh ra ngoài ẩn núp, vừa thấy liễu nhãn liền rút lui, thông báo chủ tử. Đúng, lập tức mấy bóng người như bươm bướm tư tán, lặng lẽ ra khỏi phòng lên cây. Phụng phụng nhô đầu ra từ dưới chiếc hoa hai tay đập trên đất, nhìn ra ngoài, chậm rãi bỏ ra. Hắn bỏ dọc theo góc phòng, ánh mắt mọi người ngoài nhà bị cửa sổ ngăn cản, không thấy hắn. Phụng phụng từ phòng khách từ từ bò vào dược phòng của liễu nhãn, nhìn đông nhìn tây một lúc, trong dược phòng không có gì cổ quái, chỉ có tủ thuốc và bàn ghế. Hắn đỡ ghế thái sư từ từ đứng lên, hai tay đẩy ghế một cái. Đụng, một tiếng, ghế thái sư ngã xuống, đè lên cửa hầm. Bốn người trong mật thất bỗng nghe trên đầu, đụng, một tiếng lớn, đều kinh hãi, A Thùy bật thốt lên, phụng phụng, Phương Bình Trai ngưng thần lắng nghe, một tay bịt miệng nàng. Xuyệt đừng lên tiếng, có người, có người xông vào gà hợp sân trang, phụng phụng một mình ở trên, vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể để người phát hiện liễu nhán ở đây, Phương Bình Trai và liễu nhán tuyệt đối không thể xuất hiện. A à, Thùy và Ngọc Đoàn Nhi dù ra ngoài cũng không đối phó được địch thủ xông vào, phải làm sao? Trên đó tổng cộng có mấy người? Làm sao mới có thể bắt hết nhóm người này, không để ai trở về báo tin. Phương Bình trai nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách, còn Ngọc Đoàn Nhi cố gắng mở cơ quan, nhưng cơ quan bị ghế thái sư bằng gỗ lim ngăn chặn, không nhúc nhích, bốn người bị cơ quan nhốt trong mật thất, trừ phi đánh vỡ sàn nhà, nếu không căn bản không ra được. Bốn người cùng nhìn lên, a à, thùy toàn thân run rẩy phụng phụng ở trên bị phát hiện chưa hắn còn ở trên không còn sống không hay đã bị người bắt đi phụng phụng vẫn còn ở trên mọi người ngoài nhà bị tiếng động đột ngột làm sợ hô hấp yếu ớt của trẻ con rất khó phân biệt người chưa có thính lực tuyệt đỉnh khó mà nhận ra nhìn nhau trên cây không lâu sau trong phòng lại phát ra tiếng đụng dẫn đầu là người áo tím xì một tiếng mẹ nó cái gì đây hắn xoay người rơi xuống đất lặng lẽ xông vào đi đến dược phòng gà hợp sơn trang vẫn trống giống không có ai người áo tím theo dõi hướng tiếng động từ từ đến gần cửa dược phòng cửa dược phòng nửa mở bên trong ánh sáng mờ hắn đến trước cửa dễ dàng thấy hai cây ghế thái sư lật trên đất một cái đẻ lên cái khác trừ cây này không có gì cả không có một người bàn trống ghế trống trên tủ thuốc bày nhiều chai thuốc nhưng không thể nào có gì nuốt trong đó người áo tím nghi ngờ đi vào, trên đất có một vũng nước đỏng, tựa hồ là nước trà bị lật, hắn đạp lên vũng nước, nhấc một chiếc ghế thái sư lên, xem xét, chỉ là chiếc ghế bình thường, không có cơ quan bên trong, càng không thể tự nhiên lật ngã. Chẳng lẽ ngoài nhà có cao thủ tuyệt đỉnh, dùng trường lực đẩy ngã hai cái ghế? Người áo tím nghi ngờ nhìn cửa sổ, cửa sổ dược phòng đóng chặt, nếu có người dùng trường lực, cửa sổ chắc chắn sẽ hư hại chẳng lẽ trên đời có môn công phu cách sơn đàng nghiêu có thể từ ngoài mấy triệu xuyên thấu cửa sổ đầy ngã hai cái ghế nếu có cao thủ thật sự dùng tinh lực đầy ngã hai cái ghế có ý gì nếu là liễu nhãn có thể trong lúc bất chi bất giác đem sáu người họ cùng làm cần gì phải giả thân giả quỳ y nha một tiếng hắn đẩy cửa sổ ra ngoài cửa sổ là rừng cây ngẩng đầu thấy đồng bạn nằm trên cây người áo tím trợn mắt nhìn nhau vẫy tay bảo hắn tránh xa một chút nằm ngoài cửa sổ phương bình trai không phải là kẻ tầm thường nếu trở lại sao có thể không phát hiện bóng người ngoài cây lặng lẽ rút lui người áo tím xoay người lại cau mày nhìn chiếc ghế cổ quái trong phòng suy nghĩ không phải mấu chốt quyết định lui khỏi phòng vừa xoay người chợt nghe sau lưng lạch một tiếng nhỏ tựa hồ có vật gì lật ngã hắn bản năng quay đầu chỉ thấy trên đất có một bình xứ nhỏ bình xứ đột nhiên nghiêng đổ, lăn vài cái, chất lỏng vô sắc từ từ chảy xuống. Cổ quái, không gió không người, bình xứ sao lại tự lật ngã. Người áo tím kinh nghi hết sức, ngay lúc hắn nghi ngờ không hiểu, nước từ trong bình từ từ thấm đến trên đất, thoáng chốc, nước thấm vào biến thành huyết sắc đậm, chưa tới chốc lát, toàn bộ nước trên đất biến thành máu. Toàn thân của tử y nhân nổi da gà, không tin vào mắt mình, dụi mắt một cái, nhưng vết máu trên đất vẫn còn đó, không phải hắn hoa mắt hay mơ mộng, hắn toàn thân cứng đơ, từng bước lùi dần ra cửa phòng. Ngay lúc này, dưới đất đột nhiên phát ra tiếng động. Lạc lạc, kỳ lạ, như cương thi trôi ra từ mổ, tử y nhân hét lớn một tiếng, xoay người chạy thục mạng ra ngoài. Có quỷ có quỷ, đại ca. Mấy người bên ngoài trên cây vội vàng đuổi theo, tử y nhân la hét điên cuồng. Có quỷ có quỷ có quỷ a dưới đất cửa bí mật mở ra phương bình trai và mấy người khác cuối cùng cũng mở được cơ quan chạy ra phụng phụng cửa bí mật gần bàn đọc sách mở ra phụng phụng từ trong bỏ ra cười khúc khích a thùy bế hắn lên trái tim kinh hãi cuối cùng cũng nhẹ nhõm phương bình trai ngạc nhiên nhìn hướng từ y nhân đi xa là thật ta còn chưa giết ai sao hắn biết mà nói gặp quỷ ngọc đoàn nhi chỉ vào vết máu đỏ trên đất có máu có máu phương bình trai nhìn thấy vết máu sợ hãi ôi trời gặp quỷ gặp quỷ sao lại có một bãi máu ở đây chẳng lẽ nhà này có oan quỷ chẳng lẽ sư phụ ngươi bí mật giết người trong phòng kín gặp phải báo ứng chẳng lẽ ma quỷ cũng ham sắc đẹp để ý đến sư cô ngươi xinh đẹp tuổi xuân cho nên người im miệng liễu nhãn nói trầm thấp hắn nắm lấy tay phụng phụng thấy không có nước thuốc trên tay hơi yên tâm mang con đi tắm a thùy không biết lý do nhưng vẫn vội vàng đi ra ngoài liễu nhãn nhìn vết máu trên đất hắn biết rõ đó không phải máu mà chỉ là phân thai gặp mạnh giảm biến thành màu đỏ như máu cả phân thai và giảm đều do hắn chế tạo để thử nghiệm nhưng làm sao phụng phụng biết pha trộn hai thứ này lại thành màu đỏ hắn nhớ mang máng có lần làm thí nghiệm ngọc đoàn nhi đã ôm phụng phụng vào chẳng lẽ chỉ cần nhìn qua một lần hắn liền nhớ một đứa trẻ hơn một tuổi dù hắn nhớ biến sắc của nước thuốc làm sao có thể nghĩ ra trò lừa giả quỷ dọa người thậm chí còn đẩy ngã cái ghế nặng liễu nhãn nhìn phân thai biến sắc trên đất có lẽ phụng phụng thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường nhưng hắn không cảm thấy vui chỉ thở dài sâu sắc so với nhiều đứa trẻ thông minh mà hắn từng gặp qua hắn không biết đường lệ từ lúc một tuổi có thể giả quỷ hay không nhưng ít nhất đường lệ từ lúc tám tuổi đã có thể giấu thuốc nổ trong đầu phun lửa đánh nhau với bọn côn đồ hắc bang giả vờ bị bắt ném chai thuốc mê vào phòng của đại ca hắc đạo suýt nữa khiến người ta mê man rồi nổ chết những chuyện kỳ quái xảy ra đều do hắn là một đứa trẻ quá thông minh người mà quá thông minh nhưng lại không có đủ sự ổn định và tự chủ càng thông minh thì càng đáng sợ hắn chăm chú nhìn phụng phụng có phải lúc này hắn giống như một đường lệ từ khác không phụng phụng vỗ tay cười với hắn trên gương mặt có lúm đồng tiền đáng yêu Thỉnh thoảng, ngô ngô trợn mắt nhìn hắn, hắn không tự chủ khẽ mỉm cười, không biết tại sao, hắn cảm thấy A Lệ khi còn bé sẽ không có biểu hiện như vậy, bởi vì hắn luôn luôn cô độc, không có ai để hắn nũng nịu. Vậy có phải có thể nói, Phụng Phụng sẽ không trở thành như A Lệ, bởi vì hắn không cô độc. Khi tinh quỷ cửu tâm hoàn giải dược có bước tiến mới, Trung Xuân Kế dẫn theo 50 hộ vệ, từ Hảo Vân Sơn lên đường đi Ngạc Xuân. Ngạc Xuân là một chấn nhỏ thưa thớt người, trên chấn có vài nhà dịch trạm, chỉ là nơi nghỉ ngơi cho người qua lại trên quan đảo, mỗi tháng khách đến đây chưa bao giờ quá 10 người. Nhưng nó nằm giữa các yếu đảo, đi lại rất thuận lợi, bốn bề là bình nguyên, cưỡi ngựa một ngày có thể đi được trăm dặm. Đây cũng là lý do Phong Liêu Điếm chọn nơi này để trao đổi tuyết tuyến tử, ở Ngạc Xuân thay đổi người. Nó có thể đến từ bất kỳ con đường nào và đi theo bất kỳ con đường nào, không ai có thể đoán được nguồn gốc của phong lưu điếm. Đường lệ từ không đi cùng Trung Xuân kế, thậm chí ban đầu không cử ai đi cùng nàng đến Ngạc Xuân, nhưng khi Trung Xuân kế và nhóm của nàng đến Ngạc Xuân, hắn đã ở đó. Hắn Ngạc Xuân uống trà tại quán trà duy nhất, quán trà đơn sơ buồn cười, chỉ có mái nhà lợp tranh và hai băng dài, hắn mặc quần áo trắng như tranh vẽ giày thiêu tinh xảo, tư thế cầm ly trà rất tao nhã và thích thú. trong mắt Trung Xuân Kế vừa sợ vừa yêu người này lúc nào cũng tỏa ra sức hấp dẫn mê người, nhưng cũng đáng sợ. chỉ cần nàng đưa tay một cái liền có thể bị hắn làm cho máu chảy đầy tay. nàng không muốn mạo hiểm vì Tuyết Tuyến Tử, nhưng càng không muốn đối đầu với Đường Lệ Từ. nàng không dám không đến. trong lòng nàng có một ý tưởng khác. Nếu có thể bắt sống Đường Lệ từ trước khi xuất hiện ở Phong Lưu Điếm, trực tiếp mang hắn về Biện Lương, thì Đường Lệ từ sẽ không có cơ hội vạch trần chuyện nàng giết người diệt khẩu trên giang hồ, nàng vừa có thể bắt được hắn, vừa tránh được việc trao đổi với Tuyết Tuyến Tử và thoát khỏi tai họa từ Phong Lưu Điếm. Nhưng ý tưởng này cũng có khuyết điểm, nếu nàng tránh được việc thay đổi người, giang hồ sẽ đồn rằng nàng bất nhân, phản bội sư môn, Đường Lệ từ lại có thần thông, dù bị bắt sống quan hệ của hắn với hoàng thân quốc thích ở biện kinh rất mật thiết việc hắn truyền tin về việc nàng giết người diệt khẩu ra ngoài cũng không khó nàng nhìn đường lệ từ dục ngựa từ từ tiến gần tay đưa vào ngực nắm một chai nước thuốc lạnh như băng lòng thầm suy nghĩ nếu tuyết tuyến tử chết trước khi thay đổi người đó là tốt nhất nàng không cần mạo hiểm gì cũng không phạm tội phản bội sư môn và nếu đường lệ từ mất trí nhớ không biết gì trên đời chỉ quen nàng lang gia công chúa, thì càng tuyệt vời hơn. Trong tay nàng nắm một chai thuốc, là loại thuốc mà liễu nhãn đã tiêm cho đường lệ từ trước đó, nghe nói có thể khiến một người mất trí nhớ, trở nên không biết gì. Khi lên đường từ Hảo Vân Sơn, nàng có 50 hộ vệ đi cùng, nhưng bây giờ chỉ còn lại 33 người, 17 người đã mất tích. Đường lệ từ ngồi uống trà trong quán đã một lúc, Trung Xuân kế thúc ngựa đến vẻ mặt nàng thay đổi đủ loại, và cả những động tác tinh tế của vệ sĩ phía sau đều lọt vào mắt hắn, hắn khe thở dài. Có lẽ hắn nên thay tuyết tuyến tử tát cho tiểu nha đầu này một cái chết. Hơn nửa năm trước, nàng còn là một cô gái hiền lành ngây thơ, điều gì đã khiến nàng thay đổi như vậy? Là vì hắn sao? Đường công tử. Trung Xuân Kế thúc ngựa đến gần, nhảy xuống ngựa, nhìn quanh một vòng, cắn môi bọn họ vẫn chưa tới sao đường lệ từ đặt ly trà xuống đưa cho chủ quán trà một viên ngọc minh châu chưa tới bọn họ có thể không tới không nàng thấp giọng hỏi tay nắm chặt dây cương đường lệ từ nhìn nàng siết chặt bàn tay cười nhạt không biết nàng lại cắn môi lần nữa mặt tái nhợt không biết là căng thẳng hay lo âu hay có lẽ là rất thất vọng chuyện gì cũng sẽ không xảy ra điều gì đến sẽ đến Đường lệ từ dịu dàng nói. Ngươi ngồi xuống. Trung Xuân Kế ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh hắn, vẫn siết chặt dây cương. Cô giữ mi nhi sát bên mình, hắn ở ngay trước mặt, nàng sợ đến mức không dám động đậy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.